Chú chỉ quay mít thôi nha. Chào các cháu nha, bà là bà Bơ với Long này. Hôm nay bà giới thiệu cho các cháu món mít siêu to khổng lồ luôn. Ăn rất là ngon nha. Bà Bơ với Long. Ôi dù mít múi của nó rất là chắc khỏe này. Đấy, rất là trắng đẹp à. Ôi dù ngoài quá. Mất cái túi. Cho Nami à. Này cho Nín nè. Này cho Bi nè. Bơ đang đòi này. Nè cho nó miếng. Nó ăn được không? Bi quay phải đảm bảo sao cho khi mà xem được chứ cứ quay loạn xạ lên. Ngồi im một chỗ cầm tay. Ăn Nami là ăn chạy em luôn. Mua được mấy hôm rồi, để đến hôm nay mới ngọt như này. Mua về ăn một phát là sủi sượng. Ôi gì đẹp sự cá. Đội quần ăn mít. Ôi trời ơi. Cho giờ vào đấy. Nhưng mà